Bữa nay mình dắt ba tụi con đi ruộng kiếm dừa nước về làm món dừa nước dầm nước đá. Miền Tây mình mùa này nóng thiệt, buổi sáng còn đỡ đỡ chứ buổi trưa là không có ai chịu nổi luôn. Còn mình mới về được mười mấy ngày mà thấy hai đứa nhỏ nhà mình nó đen gõ luôn á. Còn ba tụi con ngày nào cũng vậy nha, sáng đi uống cà phê xong rồi về tưới cây. Mà bữa nay xui làm sao á, bà đặt lấy cái thùng xuống dưới sông múc nước hả, té cái cậu cũng bể cái đít luôn. Ừ. Ừ. Giờ bọn mình sẽ đi vô trong ruộng, trong đồng để đi kiếm dừa nước nha mọi người. Ngoài nhà vòng vòng không có ai có hết trơn á. Đi vô ruộng thử coi có không, rồi mình sẽ chở nó về nha. Ra ngoài nắng mình mặc cái áo khoác này là nó hơi hầm chút xíu thôi, chứ nó không có gác da nha. Nhà mình mà đi vô trong ruộng khoảng tầm 2 cây đằng, nên là bọn mình sẽ đi bằng xe máy. Ngồi thiệt, đi bằng xe máy thì nó mát, mà dừng lại thì nó nóng đổ lửa luôn gì đó. Tại bữa hôm đi Đà Nẵng ăn cái món dừa nước dầm nước đá, về nhà tới bây giờ vẫn còn thèm. Nghe ông anh nói trong ruộng có dừa nước là bọn mình giọt vô liền. Này cậu mình đang bán nhãn, cái ruộng nhãn mà hôm bữa mình quay cho mọi người xem á. Cái hồi trồng cũng cực, mà tới cái hồi bán cũng cực, đâu phải rẻ xuống là bán đâu mọi người. Mình phải nhặt hết lá của nó mới bán được. Ở vậy lần này mình xác định là ăn nhãn bể tiếng luôn à. Bữa nay cái giọng của mình nó hơi khàn khàn rồi đó, là tại vì ăn nhãn quá nhiều. Cái đám dừa nước nó nằm tuốt ở trên này, ông anh không thấy được hay thiệt chứ. Mình đi vô trong này mình chùm bịt kín hết trơn luôn, không có lú cái gì hết, mà hai ba con nó phơi phới vậy đó, không sợ nắng ăn hay sao á. Một hồi lùng sục thì ông anh cũng chặt được hai buồng dừa nước, mà sao thấy nó lép hơi nhiều nha. Mà xách hai cái buồng dừa nước này vô tới trong nhà là thôi chuột nó lên cục cục luôn á. Mình gửi xuống chuồng cho chú chưa ở nhãn chở vô giùm mình luôn. Trong ruộng nhà mình ngoài trồng nhãn thì còn trồng nhiều thêm mấy cái loại cây khác nữa. Bởi vì bữa nay mình dắt cho ba tụi con đi mỗi giò luôn. Này là khoảng tầm 8-9 giờ sáng thôi, nó cũng chưa có nắng mấy, nó cũng đỡ lắm mọi người. Từ ở dưới mà lội lên trên này nó cũng xa lắm, bởi vì tụi con nhà mình nó đâu có đi nổi đâu. Bác ba nó cổng không à. Cái mảng cầu này ti xấu xấu gì chứ ăn ngon lắm á, không phân thuốc gì luôn. Còn đây là mấy cây hành ngoài mình trồng để dành ăn từ từ. Hồi nãy mọi người thấy nhãn mấy gì lặt là ở đây mấy chú đang hái á. 6-7 chú thôi mà mười mấy gì lặt không kịp mấy chú này hái luôn á mọi người. Hái hết cây nào thì qua cây khác, đến khi nào đủ số căn thì thôi. Còn bọn mình bây giờ sẽ đi vô nha, tại vì được hai buồng dừa nước rồi. Có mấy cái ông này bằng xe máy áp lực ghê luôn, ngồi đâu mà tuốt làm sao, cái xe nó quăng như con lăn quăng gì. Để lấy được cái cơm dừa nước bên trong á thì mình phải chẻ cái trái dừa ra làm hai. Tưởng không mũ mà mũ không tưởng luôn mọi người. Trời ơi, nó dính quần áo là giặt không ra luôn á. Hồi lần mò hai buồng dừa nước của hai vợ chồng mình á thì cũng được tầm này cái dừa. Cái cạy ra nó dính nhiều bụi quá nên mình phải rửa sơ nó. Bây giờ mình sẽ chơi vô trong này ít nước đá, một ít đậu phộng và một ít sữa đặc nữa. Còn thiếu nước cốt dừa nhưng mà thôi không sao. Vậy thôi là cũng được rồi. Bây giờ mình sẽ trộn nó lên nha mọi người. Trưa nắng nóng mà tự nhiên nhìn cái tô này đã thấy mát liền luôn nha. Giờ thì mọi người ăn chung với hai chồng mình nha. Công nhận bữa nay được hai cái buồng dừa nước xịn ghê. Cái nó vừa ăn không có bị cứng quá mà cũng không có mềm quá. Sữa đặc thì nó đã ngọt sẵn rồi, nó thiếu vị béo của nước dừa thôi. Còn đậu phộng thì bùi có cơm dừa sấy khô bỏ vô nữa thì 10 điểm luôn.